Nếu crush của tôi là biển thì tôi sẽ là thuyền. Nếu tình yêu của bọn tôi là quyền thì sẽ cấm thuyền ra biển. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi lại không ra biển bằng thuyền, mà tôi lại đang bị trôi dạt trên một cái chiếc bè các bạn ạ. Vâng, một mình lạc trôi giữa biển. Bởi vì trong video này tôi sẽ thử thách bản thân sinh tồn 100 ngày giữa biển, xem là có thể sống sót nổi hay không. Và ngày đầu tiên, các bạn có thể thấy là xung quanh tôi chả có một cái gì cả. Chỉ có nước biển và tất cả những gì tôi đang có là một chiếc bè bé tí như cái lỗ mũi và một cái móc câu gì đó ở bên tay. Được cái vùng biển này nó cũng không hề bình thường. Nó là một cái vùng biển bị ô nhiễm, rác thải trôi ở khắp nơi, các bạn có thể thấy đằng xa kia kìa. Và nhiệm vụ của tôi là sẽ sử dụng cái móc câu này để vớt rác xung quanh. Đó, vớt lá này, hay là vớt cả gỗ này, hay là vớt cả chai lọ này. Ui, chưa bao giờ tôi thấy việc con người xả rác ra biển nó lại có ích cho tôi như vậy. Vớt cả cái thùng gì đây? Một cái thùng khá là to. Nhiều đồ quá nhở. Cuộc đời tôi đã chả giúp ích được gì cho xã hội rồi. Dù sao thì trước khi chết, chúng ta cũng nên làm một cái việc gì đó tốt chứ, đúng không? Vớt rác hết ngoài biển như thế này. Ui dồi ôi, cá mập, trời ơi. Tôi mới phát hiện ra là có một con cá mập rất là to đang trực chờ ở phía dưới. Nếu mà tôi yếu đi hay là ngã xuống dưới thì nó sẽ cắn tôi ngay. Ui, nó còn ăn cả chiếc bè của tôi à? Cái gì đây? Nào nào, bỏ ra mày. Đấy không phải đồ ăn đâu cu. Thôi sao rồi, nó phá cả bè của tôi rồi các bạn ơi. Chợt nhận ra tình thế nguy hiểm, tôi đã sử dụng nhiên liệu vừa kiếm được để chế tạo ngay một chiếc búa. Và chiếc búa gỗ này có thể giúp tôi đóng lại bè, sửa lại bè, để cho con cá mập nó không thể tấn công được tôi. Thậm chí là tôi còn chế tạo ra được cả một cái dương. Tôi cảm giác như mình là một vị tiến sĩ vậy. Gì mà nhặt rác xong rồi chế tạo ra đủ thể loại đồ ạ. Thế nên người ta mới có câu lúc cận kề cái chết thì bản năng chúng ta mới trỗi dậy. Ngay sau đó thì tôi đã rất hưng phấn và tiếp tục đi kiếm thật nhiều đồ. Nhưng mà nhân vật của tôi tự nhiên nó lại khát nước, khiến cho cơ thể của tôi đi chậm lại, thể lực cũng giảm lại. Tất nhiên với trí khôn của mình thì tôi đã chế tạo ra được một cốc nước thay vì cho mồm xuống dưới húp nước biển. Nhưng mà tôi chợt nhận ra nước biển nó rất là mặn, uống vào nó lỡ bị bệnh gì thì sao, nó nhiều vi khuẩn lắm. Thế nên tôi đã kiếm thêm nhiên liệu và chế tạo ra được một dụng cụ nấu nước. Đây, bỏ nước vào, bỏ thêm gỗ vào, đun nước lên, uống nước sôi luôn. Còn về đồ ăn thì sao, tôi vừa mới vớt được một vài quả hành gì đó này. Ăn tạm thôi các bạn ơi, tầm này vớt được cái gì ăn là tôi ăn ngay. Đấy, nhiều thanh niên cứ muốn một cuộc sống tự do vùng vẫy, không phải chịu áp lực cuộc sống gia đình. Thì các bạn ra đây mà sống, tha hồ vậy. Toàn là nước. Tôi chợt nhận ra là chúng ta không thể ăn những cái rác thải ngoài biển mãi được. Thế nên tôi đã chế tạo một cái cần câu để có thể giúp tôi câu cá. Vô cùng khó khăn các bạn ơi, bởi vì cần câu của tôi nó không có mồi gì cả. Nhưng mà đây là biển, rất nhiều cá. Thế nên cũng đã có một con cắn câu, và tôi đã phải ăn sống nó. Sau một hồi ăn uống xoay sở một lúc thì tôi đã hồi phục lại thể lực và tiếp tục đi kiếm đồ. Nhưng mà tôi chợt nhận ra trời đã sắp tối rồi. Và ở phía đằng xa hình như tôi vừa đi qua một cái hòn đảo gì kìa. Một hòn đảo các bạn ơi. Để chèo thuyền ra đó thì tôi cần một cái sẻng. Nhưng mà hiện tại tôi lại đang thiếu hai sợi dây thừng. Thật ra lúc đó tôi không hề biết là cái lá này có thể chế tạo ra được dây thừng. Thế là tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm cái thứ nhiên liệu kỳ cục đó, nhưng mà vẫn không thấy. Vậy là tôi đã quyết định từ bỏ cái ý định ra hòn đảo đó. Tôi chợt nhận ra là mình không thể ăn đồ sống mãi được, phải chế tạo một cái thứ để nướng cá lên. Nhưng mà nó lại thiếu dây thừng, cái thứ nhiên liệu mà tôi không thể thấy được. Con cá mập nó cảm nhận được là tôi đang hoảng loạn, thế nên nó đã liên tục tấn công chiếc bè của tôi. Và tôi cần phải chế tạo một cái giáo để đuổi nó đi. Nhưng mà cái thứ này nó lại cần dây thừng để chế tạo. Mặc dù kho đồ của tôi lúc đó có rất nhiều nhiên liệu để có thể đổi ra những thứ mà tôi cần, nhưng mà mới chơi mà, mới ngày đầu tiên mà, có biết cái gì đâu. Thế là tôi đã phải đi tìm cái thứ nhiên liệu dây thừng đó trong vô vọng, hàng tiếng đồng hồ. Chẳng mấy chốc mà trời cũng đã tối. Thực sự là khung cảnh ban đêm giữa biển nó rất là kinh khủng. Tôi không dám ngủ. Tôi cứ sợ là trong lúc ngủ tôi sẽ ngã xuống biển và con cá mập đó nó sẽ ăn thịt tôi. Với cả bây giờ cũng không có giường để ngủ ấy chứ. Thế là tôi đã thăm ngàn, tìm kiếm nhiên liệu cả đêm trong bóng tối. Và cuối cùng thì tôi cũng đã nhặt được dây thừng. Cái thứ nhiên liệu mà tôi đã phải tìm kiếm cả ngày các bạn ạ. Nó nằm ở trong những cái thùng gỗ hình vuông. Tôi thậm chí mạo hiểm bơi ra để nhặt. Và tất nhiên là cũng bị cắn cho mấy phát và bị trọng thương.
Ngày thứ hai, với sự cần cù siêng năng của mình ở đêm hôm trước thì tôi đã có rất nhiều nhiên liệu. Một đêm không ngủ, miệt mài làm việc. Tôi đã chế tạo được một cây giáo để có thể đánh đuổi cá mập, chế tạo được một dụng cụ để có thể nướng cá lên, không phải ăn đồ sống nữa, chế tạo một cái sẻng để có thể treo thuyền ra đảo. Nhưng mà sức lực của tôi không đủ các bạn ơi, dòng nước biển trôi quá kinh. Thực sự là cái sẻng này chả tác dụng gì mấy cả. Thằng nhân vật của tôi chèo thuyền rất là yếu. Thế nên tôi đã vứt nó đi. Tôi chế tạo ngay một quả buồm cho cái bè của tôi với số nhiên liệu mà tôi kiếm được. Đây, nó sẽ giúp cho cái bè của tôi đi nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên là tôi cũng đã sử dụng số gỗ của mình để mở rộng lãnh thổ cho con bè của tôi. Bởi vì sóng biển nó rất là lớn, nó có thể đánh lật cái bè bé nhỏ của tôi bất cứ lúc nào. Em là biển, còn anh là hạt cát ở đây. Biển thiếu cát thì vẫn sống tốt mỗi ngày, còn cát thiếu biển thì chết nhăn răng. Đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Ngày thứ hai, với sự ăn uống đầy đủ và có nhiều nhiên liệu trong tay, thì tôi đã dễ dàng sinh sống hơn ngày thứ nhất rất nhiều. Nhưng mà đêm hôm đó thì một cơn bão rất lớn đã ập đến, và nó suýt làm lật đổ con bè của tôi. Một cơn bão rất là kinh khủng. Tôi dự định là đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ đầu tiên của mình khi mà bị trôi dạt trên biển, nhưng mà không. Cơn bão này đã phá hỏng con bè của tôi và làm cho tôi tốn rất nhiều nhiên liệu để sửa chữa. Và tôi không dám ngủ, bởi vì nếu mà ngủ thì chắc chắn là sẽ không ổn. Thế là tôi đã thức nguyên đêm ngày thứ hai, và đó là hai ngày mà tôi không ngủ. Ở ngày thứ ba thì cho tới lúc này tôi mới phát hiện ra là cái thứ nhiên liệu lá nó chế tạo được dây thừng. Cho tới lúc này tôi mới nghĩ ra một cách, đó chính là sử dụng toàn bộ nhiên liệu của mình để chế tạo một lớp hàng rào xung quanh con bè của tôi, để khiến cho con bè của tôi không thể lật và không bị cá mập tấn công. Nó tạo cho tôi một cảm giác rất an toàn khi ngồi trên con bè này. Và đêm ngày thứ ba tôi đã ngủ rất ngon. Ở ngày thứ tư, tôi đã cắn răng cắn lợi và chế tạo ra được một cái lưới gì đó. Lúc đầu thì tôi không biết cái lưới này là cái gì, nó tốn rất nhiều nhiên liệu của tôi. Thế là tôi thử đặt nó ra. Ô, cái lưới đó nó có thể giúp tôi tự gom đồ nha các bạn ơi. Thế nên tôi đã quyết định phá hết hàng rào ra, kiếm thêm thật nhiều nhiên liệu để chế tạo thêm thật nhiều cái lưới nữa. Và sau khi phát hiện ra cái phát minh mới này, thì cả ngày thứ tư, cả ngày thứ năm, cả ngày thứ sáu của tôi đã rất miệt mài và tìm kiếm thêm thật nhiều nhiên liệu. Và cho tới ngày thứ bảy thì với sự giàu có của mình, tôi đã sở hữu được rất nhiều đồ và rất nhiều những cái dương để chế tạo ra thật nhiều những cái lưới có thể giúp tôi tự bắt đồ. Việc sở hữu những cái lưới này giúp cho tôi không cần phải tự móc đồ ngoài biển nữa. Tôi chỉ cần đi đi lại lại và tôi nhặt mà thôi. Cho tới ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10, tôi đã quyết định phá toàn bộ hàng rào của mình. Bởi vì bây giờ tôi đã đủ nhiên liệu để lấp phủ những cái lưới, lấp phủ tất cả những cái thứ mà có thể giúp tôi gom được đồ quanh con bè của tôi. Bây giờ hàng rào không cần nữa rồi. Ngày thứ 11, cuộc đời của tôi đã như sang một trang mới. Bây giờ tôi không cần những cái móc câu để có thể tự vớt đồ nữa. Đồ đạc rác thải xung quanh nó tự trôi vào bè, tôi cứ thế tôi đi nhặt thôi. Rất là sung sướng. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ, ngắm nhìn bầu trời và hoàng hôn, chả phải làm cái gì cả. Và chỉ việc đi nhặt đồ, nó chỉ xoay quanh như vậy. Ngày thứ 12 thì tôi chợt nhận ra sự nguy hiểm của con cá mập. Nó liên tục phá những cái lưới của tôi. Để chế tạo một cái lưới tôi mất rất nhiều đồ, và nó cứ liên tục phá hoại như vậy khiến cho tôi mất rất nhiều công sức. Thế nên cả ngày 12, cả ngày 13, cả ngày 14, tôi đã sử dụng toàn bộ số gỗ và nhiên liệu và công sức để đóng lại hoàn toàn con bè này. Và thế là cho tới ngày 15, anh em hãy nhìn đi, con bè của tôi được bao phủ bởi một lớp gỗ bảo vệ bên ngoài, và mạng lưới cũng đã được mở rộng ra rất nhiều, giúp tôi có thể săn đồ. Đồ cứ tới thế thôi, cá mập sẽ không thể tấn công. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy cho tới ngày 20, tôi phát hiện ra được một hòn đảo. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi trôi dạt vào một hòn đảo các bạn ơi. Sau 20 ngày sinh sống trên biển, tôi đã rất vui mừng. Cảm giác được đặt chân lên đất, hái hoa, nó sướng lắm các bạn ạ. Nhưng mà tôi chợt nhận ra là hòn đảo này nó không có cái gì cả. Không có đồ ăn, nó chỉ có hoa thôi. Nếu sống ở đây thì tôi sẽ không thể sinh tồn được.
Thế là tôi đã quyết định tiếp tục ra khơi, tiếp tục cái hành trình trôi dạt trên bè của mình. Dù sao thì tôi cũng đang sống rất tốt mà. Ngày thứ 21, tôi phát hiện ra có một thứ gì đó nó cũng đang trôi dạt trên biển. Một con bè nhỏ các bạn ơi. Tôi bơi ra đó và tìm hiểu xem đây là con bè của ai. Có vẻ như có một người nào đó cũng từng như tôi, nhưng mà anh ấy đã không qua khỏi. Chiếc bè này chả có ai cả. Cho tới lúc này tôi mới chợt nhận ra, sinh tồn trên biển nó không hề dễ dàng. Mặc dù tôi có đủ điều kiện vậy thôi, đủ nhiên liệu vậy thôi, chứ tôi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Thế nên tôi đã quyết định xây một căn nhà ở trên con bè này. Chúng ta phải sinh sống như một người bình thường thì trí não của chúng ta nó mới bình thường. Thì tôi sẽ không bị hoảng loạn, không bị cảm thấy cô đơn. Khi bị trôi dạt trên biển thì chúng ta luôn luôn phải giữ cho bộ não của chúng ta phải hoạt động liên tục. Cầu thang này, cây cảnh này, phải khiến cho bộ não của chúng ta luôn luôn trong trạng thái làm việc. Nếu không tôi có thể bị ngáo đá bất cứ lúc nào. Tôi không biết kết cục của cái thanh niên trên bè vừa rồi là gì, nhưng mà anh ta có vẻ như không ổn. Đóng hết đống bè này nào các bạn ơi. Nó sẽ tốn khá nhiều nhiên liệu của tôi trong những ngày vừa qua, nhưng mà chúng ta phải làm thôi. Đêm ngày thứ 25, tôi đã hoàn thành được bộ móng của căn nhà. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi chế tạo ra được một cái đuốc, khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ trong bóng tối khi bị trôi dạt ở giữa biển. Những ngày qua tôi rất ghét buổi tối, và tôi thường là đi ngủ cho nó xong. Nhưng mà hôm nay thì không, tôi quyết định là làm việc trong đêm. Đôi lúc sinh tồn buổi tối ngoài biển nó cũng đẹp đấy chứ, đúng không mọi người? Anh em nhìn này, tôi đang đóng một căn nhà bằng lá nha. Tốn khá nhiều nhiên liệu đấy. Hy vọng là tôi sẽ lo được nó xong trong vài ngày sau. Đây, ok. Xong khu tường rồi. Rất đẹp phải không? Tôi sẽ đóng dần mái nhà lên nha. Đó. Vậy là cả đêm hôm đó tôi đã xây nhà của mình trong bóng tối. Lần đầu tiên mà tôi làm việc vào buổi đêm. Ngày thứ 26, tôi đã xây xong căn nhà của mình và bây giờ tôi sẽ lắp cửa cho nó. Ok. Đẹp chưa các bạn ơi? Trời ơi. Tiếp theo tôi chỉ cần kiếm thêm nhiên liệu và trang trí đồ đạc nữa là đẹp. Ngày 30, sau rất nhiều quá trình ra đảo và làm nhiệm vụ, tôi đã kiếm đủ nhiên liệu cho nhà của tôi. 4 cái đèn ở góc này, được chưa? Chính xác hơn thì là 4 cái đuốc xịn. Tiếp theo là ghế này, kệ tủ sách và bàn để ngắm cảnh. Ok, rất đẹp luôn. Đã là một tháng trôi qua khi bị trôi dạt trên biển và tôi đã hoàn thành căn nhà của mình. Ồ, có một cái đảo gì đó rất to ở đằng xa nha. Ok, chúng ta sẽ ra đảo xem sao. Một cái đảo rất to các bạn ơi. Hy vọng tôi có thể kiếm thêm thật nhiều nhiên liệu ở cái hòn đảo đó. Để xem nào, có gì không. Ồ, rộng quá nhờ. Ê, có gì đây? Úi dồi ôi. Ở trên hòn đảo này chúng ta có thể đổi được nhiên liệu. À kìa, cứ có mấy cái con chim gì đó thả đá ở trên trời anh em ạ. Đảo này là đảo gì mà có mấy con sinh vật cute thế nhỉ? Thôi mày, Đừng, tao có làm gì đâu. Đảo phết đây nha. Ồ, có một con gì đó ở đây này. Anh bạn này cute nhỉ. Hello. Ôi. Thôi. Đảo này chắc là không có gì đâu. Té nhanh. Ở kia, cứ thả đá vào đầu là sao? Thôi xong rồi, còn chấm máu luôn ạ. Ê, khả năng nó quay lại nha. Mày quá có nhà để trốn này. Đúng là nguy hiểm thật. Đêm ngày thứ 35, tôi đã phát minh ra một thứ có thể khiến cho tôi giàu hơn trong tương lai. Nhưng mà hiện tại thì chưa đủ nhiên liệu, thế nên tôi đã xây một cái nền móng trước. Thậm chí là tôi phát minh ra một chỗ để nấu ăn, nấu nước tốt hơn. Và trong những lúc rảnh rỗi, tôi đã chế ra được cả một cái thứ để trang trí, một con bù nhìn. Sáng sớm ngày thứ 36, tôi đã tiếp tục hoàn thiện cái phát minh của mình. Đó chính là đặt tất cả mạng lưới ở đây. Nó dài như thế này, thì tôi sẽ gom được thật nhiều đồ. Đấy rồi,
Sao? Thứ này sẽ giúp tôi giàu lên rất nhiều trong tương lai. Nhìn rất dài phải không? Nó sẽ gom được nhiều rác lắm các bạn ạ. Tôi chắc chắn sẽ giàu lên. Những ngày sau tôi chắc chắn sẽ làm thêm được nhiều thứ nữa. Khi có thật nhiều nhiên liệu thì tôi chắc là sẽ cần phải chuyển nhà chăng? Dù sao nơi này tôi cũng đã sống rất yên ổn những ngày qua. Anh bạn cá mập thì vẫn bơi vòng vòng xung quanh như vậy. Ngày thứ 50 sinh tồn trên biển, tôi đã hoàn thành được cái công trình này, các bạn thấy sao? Ở đây thì là bộ máy ở phía dưới này. Đi lên trên thì sẽ là nơi để tôi nuôi gia súc. Đấy, xịn không? Phía trên này là chỗ để tôi làm trồng rau, trồng quả. Đó, quá xịn sò con bò. Tổ ong này, trồng hành, trồng dâu này. Và tầng trên thì sẽ là nơi ở. Phía trên này thì sẽ là một căn phòng ngủ siêu đẹp. Ok chưa? Rất xịn sò, 50 ngày mà. Còn phía trên này là nơi mà để tôi điều khiển con bè này. Có hệ thống radio, bánh lái các kiểu chứ không dùng buồm nữa. Và cái cối xoay gió. Những ngày sau, tôi đã quyết định đập toang toàn bộ những thứ trước đây của tôi. Tiếp tục đi khám phá và tìm kiếm thật nhiều nhiên liệu. Và cho tới ngày 80 thì đây chính là công trình của tôi. Các bạn thử nhìn xem. Đây chính là nơi khu vực tầng hầm để máy móc các thứ này. Mạng lưới để có thể nhặt nhiên liệu này vẫn đầy đủ nha. Tầng cao nhất ở trên sẽ là một bộ máy giúp tôi di chuyển con bè này. Đó, nó sẽ hoạt động ở tầng cao nhất. Buồm cũng vậy. Ở phía tầng giữa thì sẽ là nơi ở, nơi sinh sống của tôi. Đây, hãy chiêm ngưỡng đi mọi người ơi. Phòng khách, phòng ngủ đầy đủ hết luôn. Mỗi phòng một kiểu. Đấy. Giờ tôi đã ở một đẳng cấp mới. Mọi thứ đều cực kỳ đẹp. Phía bên này là quán bar, mặc dù trên này chả có ai cả, nhưng mà tôi cứ xây cho đẹp. Nhà kho, thùng rác, nói chung là tất cả đều đầy đủ nha mọi người. Giờ đây nếu mà bảo về thành phố ấy, thì tôi cũng chả muốn về nữa các bạn ạ. Sống ở đây nó sướng hơn nhiều. Ngày thứ 100, tôi đã chính thức khai trương cái biệt thự của mình. Vâng thưa các bạn ơi, đây chính là biệt thự của tôi. Đợi tí bắn pháo hoa cho nó khai trương phát. Đó. Đây, sau 100 ngày sinh tồn trên biển, trôi giạt giữa biển thì tôi đã xây nên cái công trình này. Mời anh em vào trong. Đó. Phòng khách, có cả piano ở đây. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn, đầy đủ hết. Tất cả đều được chế tạo từ nhiên liệu, đó chính là rác ở trên biển. Sau nhiều cỗ máy thì tôi đã tạo nên tất cả. Rất đẹp phải không mọi người? Rất phận xịn sò. Có những phòng mà tôi chưa biết là dự định làm gì cả. Đây, tầng hầm đây, vẫn không thể thiếu những cái cỗ máy nhặt rác của chúng ta. Đó. Rất xịn, rất xịn. Anh em thấy sao? Còn không mau like với đăng ký kênh đi chứ còn cái gì. Video này được tạo ra rất lâu. Anh em sẽ không thể đếm nổi số ngày mà tôi tạo ra cái video này đâu. Đây, nhà cây này. Được chưa? Cho anh em lên xem. Nhà cây này tôi cũng chỉ để hoa các thứ vớ vẩn thôi. Đấy. Xịn liền, xịn liền. Xoài. Còn một thứ nữa rất hay. Đó chính là cái con dê này. Pet của tôi. Trên cổ có chữ RAV Pet. Đẹp chưa? Ok. Còn đây là thứ mà quan trọng nhất của cái con bè của tôi. Bánh lái, điều khiển. Nói chung là một căn nhà biệt thự biết di chuyển trên nước. Vâng thưa các bạn. Đó. Anh em mà cho ra đây sống là sướng ngay. Nói chung thì đó là tất cả cuộc hành trình sau 100 ngày của tôi các bạn ơi. Sau 100 ngày thì tôi đã xây nên cái thứ này. 100 ngày sinh tồn trên biển với ý chí của mình. Có lẽ là hẹn gặp lại mọi người vào trong những video lần sau thôi. Ê! Con cá kia, mày có đứng lại không? Ok, và sau đây là chuyên mục trả lời bình luận ngẫu nhiên ở cuối mỗi video. Bình luận ngẫu nhiên đầu tiên của một bạn có bảo là anh làm thử video 100 ngày sinh tồn trong rừng hoặc biển đi, mong được lên TV. Thì đây, video này chính là dành cho em. Sau khi đọc bình luận này của em thì tất nhiên rồi, anh là một người rất là chiều fan của mình, rất là chiều viewer của mình. Anh làm ngay, mặc dù hơi mất thời gian và mệt một tí, nhưng mà miễn em thích là được.
Bình luận tiếp theo của một bạn có bảo là anh làm video làm phụ nữ đi anh. Anh mà làm em gọi cả người ngoài hành tinh đăng ký kênh cho anh luôn. Ui dồi ôi em ơi, người yêu anh đôi lúc thích gì muốn gì anh còn chưa hiểu được thì anh làm phụ nữ cái kiểu gì hả em? Mà chắc bạn này phải là sinh ra từ sao hỏa thì mới có thể quen người ngoài hành tinh và bảo mình làm về cái content như thế này. Anh chơi game người nhện đi, mong anh rep ạ, người nhện phá đảo hàng tỷ lần rồi em ơi. Bây giờ chỉ có vào đi bộ mà lên được triệu view ý, thì anh sẽ vào anh đi bộ trong game, anh luôn thuyên ngay. Video very good and very funny. Thank you, thank you.